Thông tin huấn luyện viên Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định không gia hạn hợp đồng và sẽ nói lời chia tay vào tháng 1 năm 2023 có lẽ là chuyện được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian gần đây của người hâm mộ bóng đá nước nhà. Với những gì đã giành được trong suốt quãng thời gian qua, lời chia tay của thầy Park có lẽ sẽ khiến cho giới chuyên môn bất ngờ. Tuy nhiên, có vẻ như ông thầy người Hàn Quốc đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đưa ra quyết định khó khăn này. Ngày 17 tháng 10, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chính thức thông báo thống nhất không gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo. Đây được cho là quyết định từ phía ông thầy người Hàn Quốc sau hơn 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam. Như vậy, AFF Cup 2022 vào cuối năm nay sẽ là giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Theo giới chuyên môn thì đây là một quyết định hợp lý của thầy Park bởi ở độ tuổi 65, có lẽ ông cần thêm thời gian nghỉ ngơi hơn là tiếp tục chịu áp lực rất lớn trên ghế nóng. Trong khi đó, chu kỳ 5 năm với đội tuyển Việt Nam cũng là quãng thời gian đủ dài để dừng lại. Trong 5 năm qua, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhiều lần đưa bóng đá Việt Nam vượt ngưỡng với các thành tích tầm châu lục. Sẽ thật khó để đi tiếp với áp lực phải vươn tới những đỉnh cao tiếp theo. Và thầy Park đã quyết định dừng lại để người kế nhiệm tạo nên luồng sinh khí mới ở đội tuyển Việt Nam. Chia sẻ về quyết định của mình với báo chí Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết: "Tôi đã sống một cuộc đời bóng đá ở Việt Nam mà không hối tiếc điều gì. Và có lẽ chúng ta, những người hâm mộ bóng đá, cần phải nói lời cảm ơn đối với ông Park Hang-seo. Hành trình 5 năm không phải là quá dài, nhưng 5 năm dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đủ để làm thay đổi bộ mặt của bóng đá Việt Nam. Từ không khí u ám sau thất bại ở SEA Games 29 năm 2017, thầy Park đã đến và liên tiếp đưa các đội tuyển bóng đá Việt Nam chinh phục đỉnh cao." Sự thất vọng tràn trề sau thất bại ở SEA Games 29 khiến rất ít người dám tin huấn luyện viên Park Hang-seo có thể thành công với bóng đá Việt Nam khi nhậm chức cuối năm 2017. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó đã trở thành lịch sử. U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Hàn Quốc đã gây chấn động châu Á khi một mạch đến chung kết sau khi vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh như Australia, Iraq, Qatar. Đây có thể coi là giải đấu đánh dấu sự vươn mình của bóng đá nước nhà và làm sống lại tình yêu nơi người hâm mộ. Hình ảnh hàng vạn cổ động viên ăn mừng và đổ ra đường chào đón các tuyển thủ có lẽ đã trở thành khoảnh khắc lịch sử và không biết đến bao giờ mới lại được tái hiện. Chính kỳ tích Thường Châu 2018 ấy đã mang lại một sự chuyển biến tích cực cho bóng đá Việt Nam với sự trở lại của những nhà tài trợ và doanh nghiệp lớn. Và đó cũng là bước đà để huấn luyện viên Park Hang-seo vươn đến những đỉnh cao tiếp theo trong năm, từ vị trí thứ tư tại ASEAN đến chức vô địch AFF Cup. Chưa dừng lại ở đó, sang năm 2019, đội tuyển Việt Nam lại làm nên kỳ tích khi lọt vào top 8 đội mạnh nhất tại Asian Cup và quan trọng hơn là tấm huy chương vàng SEA Games 30 của lứa U23, chức vô địch mà bóng đá Việt Nam đã chờ đợi hàng chục năm. Quãng thời gian sau đó, Covid-19 đã ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch của bóng đá Việt Nam, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò vẫn vượt khó để lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup, cùng với đó là chiến thắng đáng nhớ trước đội tuyển Trung Quốc ngay trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán tại sân vận động Mỹ Đình. Cũng tại chào lửa Mỹ Đình, trong năm 2022, thầy Park còn thêm một lần nữa mang lại niềm vui cho hàng triệu người hâm mộ Việt Nam khi dẫn dắt U23 Việt Nam vượt qua U23 Thái Lan để bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games. Đây chính là kỳ đại hội trọn vẹn nhất trong lịch sử của thể thao nước nhà khi chúng ta giành ngôi nhất toàn đoàn, cùng với đó là hai tấm huy chương vàng của cả bóng đá nam và bóng đá nữ. Với những gì đã giành được, huấn luyện viên Park Hang-seo chính là huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử của các đội tuyển Việt Nam và rất nhiều cổ động viên kỳ vọng rằng AFF Cup 2022 sắp tới, ông thầy người Hàn Quốc sẽ lại cùng các học trò đăng quang như một lời chia tay đẹp với người hâm mộ. Kể từ khi đội tuyển Việt Nam bắt đầu dùng huấn luyện viên ngoại cách đây gần 30 năm, đã có nhiều chuyên gia đến rồi lại đi. Tuy nhiên, với những gì đã giành được, huấn luyện viên Park Hang-seo có lẽ sẽ là trường hợp đặc biệt. Việt Nam là nơi đã thay đổi sự nghiệp của ông Park. Vì vậy, kể cả khi không còn là huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông thầy người Hàn Quốc vẫn gắn bó mật thiết với bóng đá Việt Nam bằng nhiều cách khác nhau. Không quá khi nói rằng, Việt Nam chính là quê hương thứ hai của huấn luyện viên Park Hang-seo. Mảnh đất hình chữ S chính là nơi hồi sinh sự nghiệp và gắn với những kỷ niệm đẹp nhất của ông thầy người Hàn Quốc. Đã không ít lần, thầy Park chia sẻ mong muốn gắn bó với công tác đào tạo trẻ, mà cụ thể là mở một học viện bóng đá tại Việt Nam. Ở tuổi 65, có lẽ đã đến lúc huấn luyện viên Park Hang-seo hiện thực hóa những mong muốn của mình. Và chắc chắn là ở cương vị nào thì thầy Park vẫn sẽ luôn gắn bó với bóng đá Việt Nam và sẽ luôn có những đóng góp quý giá cho VFF.
Tôi đọc tin tức về huấn luyện viên Park Hang-seo trên báo chí Hàn Quốc. Tôi chỉ biết nói là tôi tôn trọng quyết định của ông ấy và VFF. Có một điều phải khẳng định là ông Park đã đóng góp rất nhiều thành tích cho bóng đá Việt Nam. Ông ấy đã xây dựng một nền móng vững chắc ở đây. Vì vậy, kể cả khi đội tuyển quốc gia có huấn luyện viên mới, thì ông Park với kiến thức và kinh nghiệm của mình vẫn có thể giúp đỡ bóng đá Việt Nam trên nhiều vai trò khác nhau. 5 năm dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo là 5 năm mà bóng đá Việt Nam ở trên đỉnh cao nhất về mặt thành tích. Chúng ta vươn lên tầm châu lục với sự tự tin lớn của đội bóng hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Đó có lẽ là di sản lớn nhất mà thầy Park để lại trước khi nói lời chia tay. Tuy nhiên, đây cũng là áp lực rất lớn dành cho người kế nhiệm chiếc ghế huấn luyện viên trưởng. Làm sao có thể tiếp nối và phát huy được những kỳ tích của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ là bài toán khó cho bất cứ chiến lược gia nào. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã cùng đội tuyển Việt Nam lên đỉnh khu vực bằng lối đá phòng ngự phản công đã trở thành thương hiệu. Cũng nhờ cách đá này, chúng ta đã vươn tầm châu lục khi lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, sau khi có những bước tiến bộ vượt bậc, nhiều ý kiến cho rằng đội tuyển Việt Nam cần phải thay đổi lối chơi và tấn công chủ động hơn. Đây có lẽ là mục tiêu mà ông Park và các học trò vẫn chưa thể hoàn thành. Đội tuyển Việt Nam trong quãng thời gian qua đã rất cố gắng triển khai lối chơi kiểm soát, nhưng mọi thứ vẫn chưa thực sự trơn tru. Đó sẽ là bài toán mà huấn luyện viên Park Hang-seo để lại cho người kế nhiệm. Đội tuyển Việt Nam thời hậu huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải đá chủ động để khẳng định đẳng cấp, đặc biệt là ở khu vực Đông Nam Á. Không những vậy, huấn luyện viên trưởng mới của đội tuyển quốc gia vẫn sẽ phải duy trì và phát huy thành tích mà người tiền nhiệm đã giành được. Đó là khẳng định vị thế ở đấu trường khu vực, vươn xa hơn ở tầm châu lục và mục tiêu lớn nhất mà bóng đá Việt Nam hướng đến là giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Đây sẽ là bài toán cực khó cho bất cứ huấn luyện viên nào ngồi vào chiếc ghế nóng kế nhiệm ông Park Hang-seo. Người kế nhiệm huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn sẽ phải chịu áp lực rất lớn khi luôn bị đem ra so sánh với những thành tựu mà ông thầy người Hàn Quốc đã giành được. Điều đó đòi hỏi tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam sẽ phải thực sự bản lĩnh và am hiểu bóng đá Việt Nam. Và ngay từ bây giờ, người ta đã liên tục đồn đoán về những cái tên sáng giá có đủ khả năng thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo. Người đang nhận được nhiều câu hỏi nhất về khả năng tiếp quản chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam từ ông Park Hang-seo có lẽ là huấn luyện viên Kiatisak của Hoàng Anh Gia Lai. Đã chứng minh được năng lực của mình khi từng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan thống trị Đông Nam Á và vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2018. Zico Thái còn là người thông hiểu bóng đá Việt Nam. Dù đang có quãng thời gian khó khăn cùng Hoàng Anh Gia Lai ở V-League, nhưng Kiatisak vẫn được coi là một ứng cử viên đủ năng lực ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Tôi vẫn còn 2 năm hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai. Tôi đến đây là vì bầu Đức, vì vậy hãy để ông ấy quyết định. Không ai biết trước được điều gì có thể xảy ra, nhưng tôi vẫn còn hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai nên muốn hoàn thành tốt công việc ở đây. Bầu Đức cũng đã chính thức bật đèn xanh khi tuyên bố sẵn sàng đồng ý nếu VFF cần Kiatisak. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất để Zico Thái ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam có lẽ đến từ nơi quê nhà. Sẽ thật khó xử cho vị huấn luyện viên 49 tuổi này khi đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan vẫn luôn là những kình địch của nhau trên sân bóng. Một nhân vật khác cũng được nhiều người nhắc đến cho vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia là Gong Okyun. Dù đến Việt Nam làm việc chưa lâu, nhưng người đồng hương của huấn luyện viên Park Hang-seo đã gây ấn tượng với U23 Việt Nam tại giải châu Á. Một luồng sinh khí mới với lối chơi tấn công chủ động là những gì mà thầy Gong đã mang đến cho các học trò. Tuy nhiên, năng lực của huấn luyện viên Gong Okyun vẫn cần kiểm chứng thêm và vị thuyền trưởng này vẫn chưa đáp ứng đủ yêu cầu về bằng cấp khi thiếu bằng pro của FIFA. Một gương mặt Hàn Quốc sáng giá khác là huấn luyện viên Lee Yong-jin. Đến Việt Nam cùng huấn luyện viên Park Hang-seo và được ví là bộ óc của thầy Park, ông Lee đã góp mặt đầy đủ trong các chiến tích từ U23 châu Á 2018, vô địch AF Cup đến 2 lần vô địch SEA Games. Ông được coi là người hiểu bóng đá Việt Nam nhất trong các ứng cử viên và nhận được rất nhiều đề cử cho vị trí kế nhiệm huấn luyện viên Park Hang-seo. Người cuối cùng được nhắc đến trong danh sách này là cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển U19 Việt Nam, Philippe Chaussier. Phù thủy trắng người Pháp từng để lại dấu ấn trong quãng thời gian làm việc tại PVF bằng bản chiến lược hướng đến World Cup. Hiểu bóng đá Việt Nam, lại có kinh nghiệm 2 lần dự vòng chung kết World Cup, Philippe Chaussier được coi là ứng cử viên mà VFF ưa thích để hiện thực hóa mục tiêu dự Ngày hội bóng đá thế giới năm 2026. Tuy nhiên, vẫn có những quan điểm trái chiều về sự phù hợp của một chiến lược gia châu Âu với bóng đá Việt Nam.
đó là chưa kể rào cản để huấn luyện viên người Pháp dẫn dắt đội tuyển quốc gia còn là mức lương đến hàng triệu đô la Mỹ mỗi năm.